chào tất cả các bạn nhé. Mình đang ở trên đỉnh núi Ba Vì. Trên đỉnh núi Ba Vì có những cái gì thì mời các bạn theo dõi những đoạn video tiếp theo. Ở trên này thì trên nó này được cái là sớm mất được có một cái quán cà phê Mã Kí Lèng, những gì bọn này đi kia. Mây cà phê. Và đặc biệt ở trên này là rất là nhiều bướm mọi người nhé. Trên này đặc biệt nhiều bướm luôn. Đấy, nhiều hoa nó rất nhiều bướm. Đấy. Ở đây mọi người có thể lên check in nhá, 20.000 đồng một lượt. Nhưng mà mình check suốt nãy giờ chưa mất nhìn nào. Cà phê rất đẹp nhá. View rất đẹp nhá. Ngồi đến tận 12 giờ đêm, 1 giờ đêm sáng hay tùy ngồi thích ngồi bao giờ ngồi nhá. Thanh toán xong ngồi thoải mái luôn. Ngồi ngắm bướm thoải mái nhá. Đấy, trên này đặc biệt bướm rất là đẹp. Bây giờ mình đi đến chỗ nào có nhiều bướm luôn. Nhiều bướm thì nó vào rừng hoa Giác Quỳ. Ừ. Và đây ngắm bướm. Mình sẽ di chuyển về rừng hoa Giác Quỳ. Thì này các bạn lên núi thì nó hơi lạnh nhá. Ở dưới thì nó sẽ nóng mà lên đỉnh núi nó hơi lạnh. Các bạn mặc nhớ mặc cái áo khoác. Lên đỉnh là sướng. Chắc chắn là sướng. Đi dưới đi. Còn, tối mất. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi, cũng gần tối rồi. Tắt nắng mất. Ok, mình vào lấy xe đã nhá. Tình hình là mình nghe mọi người bảo là trên đấy nó tan hết hoa rồi. Không phải Vân Lệ. Tại vì mùa này tươi quá. Chúng ta muốn đi. Đúng rồi. Đây là cô cái chữ rừng hoa Giá Quỳ nhá. Thế thì mình phải đứng ngồi lên để cho mọi người thấy được. Ok rồi. Rồi, thấy bốn màu khác nhau này. Rừng hoa Giá Quỳ bây giờ lên đây là cái gì đây? Ừ, tự nhiên bốn màu. Đi, lên. Rừng hoa Giá Quỳ mà không thấy hoa sao đâu. Chào các bạn nhé, hiện giờ mình đang có mặt tại vườn hoa Giác Quỳ mà không thấy một bông hoa nào. Ôi trời, toàn thấy chả thấy hoa đâu, toàn thấy mệt. Ôi trời, à thấy hoa rồi, sao ít hoa thế? Loài cây long não cinnamon moon camphora nguyên sản Trung Quốc trồng năm 1997 số 10 là gốc cây đây. Ai mà bạn đấy á, sao ghi ở đây là vườn hoa Giác Quỳ mà lấy toàn thông cái này không biết được. Thông ơi chủ thông, đây thông rồi, bắt đầu có thông rồi đây này. Có cái lều cối. Không biết là trong này có hoa thật không mà sao lên đây mình toàn thế thơm không ạ? Đó. Bên này không biết là có cái gì. Có những cái gốc cây đổ. Cây đổ. Cây này vẫn còn sống nha. Cây này vẫn sống có nhả nhả nha. Đây vẫn sống bình thường. Trên này thì rừng thường ra là rừng nguyên sinh này. Đấy. Thì ở trên này thì như ngày xưa trên này là
là trụ sở của Pháp Thuộc ngày xưa. Đấy, đây là người nhìn này, vẫn còn những cái nền móng, những cái nền móng cũ của những cái ngôi nhà của ngày xưa. Phải đường này không? Phải đường này không? Ai biết lối nào? Ấy. Em ơi, lối ra quỳ đi lối nào đấy? Đi thẳng lên đây đi anh ạ. Cảm ơn anh. Mấy cô cái đường kia nhỉ? Sao lại càng leo lên đây lại càng... càng heo hút thế này. Mình có cảm giác như mình đang đi khám phá mạo hiểm nhiều hơn. Ôi trời ơi, mình đi lên lại đi xuống ạ. Cây khai tầng, cây gì? Sao lên lại xuống này? Ô sao nó cái đường này cũng đi được. Bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Cuối cùng mình đã thấy hoa mọi người ạ. Cuối cùng mình đã thấy hoa dã quỷ rồi. Nhưng mà mình đến hơi muộn. Tầm này nó nó tàn gần hết rồi.